kính thưa quý vị, ngày hôm nay tại Sri Lanka sẽ có một cuộc họp thượng đỉnh của các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á dưới sự chủ trì của Hoa Kỳ và Tổng thống Barack Obama sẽ có mặt. Kính thưa quý vị, đồng hương của chúng ta tại miền Nam California đã phối hợp với nhau trong hai chiếc xe bus. Quý vị thấy hình ảnh của những người của cộng đồng người Việt chúng ta từ New York họ cũng có mặt trong cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Điều mà chúng ta muốn nói lên cho tất cả cộng đồng, tất cả khắp nơi trên thế giới biết rằng việc trước tiên ngày nào còn độc đảng ngày đó tất cả mọi người từ trong Việt Nam cho đến hải ngoại đều không hài lòng và không chấp nhận cái điều đó. Nó đi ngược lại cái thể chế dân chủ hiện nay trên toàn cầu. Quý vị biết rằng hội nghị thượng đỉnh hôm nay sẽ nói đến cái sức bành trướng của Trung Cộng ở trong khu vực châu Á cũng giống như là Đông Nam Á. Kính thưa quý vị, điều mà người ta nói đến là ngăn chặn lại và 620 triệu dân ở trong khu vực Đông Nam Á cũng giống như cái lợi tức 1.240 tỷ đô la trong khu vực sẽ là một trong những câu hỏi lớn nhất trong hội nghị ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh của cộng đồng người Việt tại miền Nam California. Họ đến đây chia sẻ tất cả những khó khăn và kính thưa quý vị, hiện nay thì họ đang ở trên những chiếc xe bus để mà quý vị thấy họ đến đây. Họ trông không quản cái nắng ở trên sa mạc và họ vẫn tham dự cái cuộc biểu tình mà có thể nói đây là một trong những cái vấn đề quyết định cho vận mạng tương lai của quốc gia Việt Nam. Kính thưa quý vị, hôm nay quý vị sẽ nghe tất cả những quốc gia trong khu vực Đông Nam Á nói đến vấn đề phát triển và sự bành trướng của Trung Cộng. Hôm nay kính thưa quý vị sẽ nghe Tổng thống Barack Obama nói về vấn đề phát triển của 620 triệu người dân với một cái chi thu là 1.240 tỷ ở trong khu vực Đông Nam Á. Chúng tôi đi theo Sài Gòn TV gửi đến quý vị hình ảnh của những người Việt tham gia nói lên tiếng nói của những người Việt hải ngoại quan tâm đến vấn đề tình hình của bành trướng xâm lược của Trung Cộng. Và sau hai ngày hội nghị 15-16 thì ông Nguyễn Tấn Dũng với tư cách là thủ tướng của cái gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam sẽ chủ trì một phiên họp tại khách sạn Francis tại San Francisco. Và nơi đó tất cả vé đã được bán ra từ giá 1.000 đô la cho đến 750 đô la. Nhưng quý vị, hôm nay chúng tôi nói đến một hình ảnh của những người Việt ở hải ngoại, họ quan tâm đến tình hình những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Chúng tôi tường trình từ một chiếc xe bus chở cộng đồng người Việt đến tham dự cuộc biểu tình tại sân bay này. Dự trù 3 người sẽ đi biểu tình, 3 biểu tình trong bao lâu? Mình dự trù ngày hôm nay là đi 2 xe bus, chưa tính những người đi tự túc. Thành ra cuộc biểu tình sẽ diễn ra giờ xuất phát đây 2 tiếng di chuyển lên đó và chúng ta biểu tình đến 4 giờ quay trở về. Và ngày mai cũng vậy, chúng ta cũng xuất phát lúc 9 giờ và trở về lúc 4 giờ. Và tôi dự trù là đồng hương đi tự túc rất đông. Còn xe bus thì coi như có 2 xe bus và khoảng trên 120 người thôi. Khí hậu tại trên Sunnyland là rất là nóng, ông có dự trù thức ăn và thức uống cho những người đi bộ tìm hay không? Từ đây mà kéo dài tới 4 giờ chắc chắn là phải có thức ăn, mỗi người có một phần ăn rất là nhẹ nhàng vì chúng ta đi đấu tranh mà. Và nước uống thì đầy đủ, đó là việc mà chúng tôi tổ chức chuẩn bị thưa anh Động. Vâng, kính thưa quý vị, đó là ông Phan Kỳ Nhơn, một trong những người lãnh trách nhiệm điều hành ủy ban chống cộng sản và tay sai, người đứng ra tổ chức cuộc biểu tình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì con số những người đi tham dự biểu tình là lên tới quá 100 người. Ngoài những chiếc xe tư nhân, chúng tôi còn thấy một số lớn tất cả những người đồng hương của chúng ta tham dự biểu tình. Thưa quý vị, thật là khó khăn để chúng ta có thể dành một cái thời giờ vào ngày bình thường như ngày hôm nay để đến tham dự cuộc biểu tình. Và bên cạnh những người tham dự hôm nay, chúng tôi cũng có thấy ông Lý Kiến Trúc, một người đã từng đến Việt Nam và hôm nay thì ông lại trở lại để gặp ông Nguyễn Tấn Dũng. Và không biết ông gặp ông Nguyễn Tấn Dũng hôm nay ông sẽ nói cái điều gì thưa ông? Nếu mà tôi gặp được ông Nguyễn Tấn Dũng thì cái câu đầu tiên của tôi là xin giải thể chế độ cộng sản. Vâng. Thế tại sao lúc trước ông về Việt Nam mà không nói điều đó ra? Tôi là nhà báo, đây là một cơ hội là tôi có thể về Việt Nam để tôi tìm hiểu sự thật, những sự thật của dân Oan, những sự thật của biển đảo của chúng ta đã bị mất ở chỗ nào. Vâng, kính thưa quý vị, đó là lời tuyên bố của ông Lý Kiến Trúc, một người đã từng có mặt tại Trường Sa và cũng có mặt trong cái cuộc biểu tình ngày hôm nay. Chúng tôi tường trình từ trụ sở của cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali. Có trên 100 đồng hương của người Việt chúng ta đến Sunny Line để tham dự cuộc biểu tình nói lên tiếng nói của cộng người Việt chúng ta đối với sự tham dự của nhà cầm quyền cộng sản trong cuộc hội nghị thượng đỉnh của các quốc gia ở trong khu vực Đông Nam Á. Bên cạnh chúng tôi là ông Phan Tấn Ngu, một trong những người trong ban tổ chức cuộc biểu tình. Ông kỳ vọng gì hôm nay ở cái cuộc ra đi của phái đoàn quý vị thưa quý vị? Thưa đồng trọng, thưa tất cả quý vị đang theo dõi chương trình. Mục đích chúng ta hôm nay là làm sao để đem lại dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam. Điều thứ hai, làm sao để tránh bớt cái áp lực của Trung Cộng hiện đang càng ngày càng đè nặng lên cái đất nước
quê hương cũng như là toàn thể dân tộc Việt Nam. Có lẽ suốt thời gian gần đây chúng tôi không muốn nói nhiều, có lẽ quý vị cũng đã thấy được điều đó. Đó là một những mục tiêu ngày hôm nay mà sự hiện diện của Thủ tướng Việt Nam Cộng sản cũng sẽ là một những đề tài mà chính các kênh diễn đàn của đa đài bàn luận thời gian qua. Đây là chúng ta biểu tình để chi? Thứ nhất, yểm trợ phần nào cho ông Tổng thống Obama. Ông có một cái tôi, một quyết định cứng rắn hơn đối với Trung Cộng hiện nay. Đó là mục tiêu của chúng ta. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi gửi đến quý vị hình ảnh đặc biệt của lực lượng chống cộng sản và tay sai Lý Lớn Sunnyland để biểu tình